Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Gold Talk trên kênh thể thao Gold HD. Và chúng ta sẽ cùng nhìn lại những điểm nhấn của làng gôn trong nước và quốc tế cùng hai vị khách mời trong chương trình hôm nay. Đó là huấn luyện viên Phạm Như Đức đến từ Học viện Pure Performance và anh Nguyễn Nam Giang đến từ trang Gold Edit. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày đầu tháng 3 thì chúng ta đã cùng chứng kiến rất nhiều những sự kiện của làng gôn trong nước, những sự kiện khai xuân năm Tân Sửu. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua những sự kiện chính. Năm Tân Sửu của làng gôn Việt Nam mở màn bằng FCA Spring Golf Tournament, giải đấu quy tụ hơn 800 gương mặt nghiệp dư đến từ mọi miền đất nước. 3 ngày tranh tài sôi nổi tại FLC Sầm Sơn khép lại với chiến thắng ngoạn mục của tay gôn 13 tuổi Lê Trúc An. Thành viên của tuyển trẻ Hà Nội chính là quán quân nhỏ nhất trong lịch sử giải đấu. Vâng, đó là những sự kiện tiêu điểm ở trong những ngày đầu tháng 3. Và chắc chắn là với hai vị khách mời thì chúng ta thấy rằng là những cái sự kiện mà khai xuân trên sân FLC Sầm Sơn vừa qua thì đã chứng kiến một tay gôn nữ rất trẻ và đã đăng quang ngôi vô địch. Và với anh Nam Giang thì anh có nghĩ như thế nào với cái chức vô địch của Trúc An? Tôi đã có một thời gian được theo dõi Trúc An tập luyện rất nhiều, và đặc biệt là tập luyện ở sân tập Simbucha. Thì đây là một cô bé mà rất là chăm chỉ, cần mẫn và ít nói, nhưng mà khi mà lên trên sân thi đấu thì là một người mà chỉ có tập trung vào thi đấu thôi, gần như không quan tâm đến những điều gì xung quanh. Và tài năng của cô bé này đã được thể hiện ở rất nhiều những giải đấu phong trào, những giải đấu trẻ. Và ở giải đấu FCA của FLC vừa rồi thì Trúc An đã thể hiện thực sự là đẳng cấp khi kết thúc ngày thi đấu với tổng số gậy là 69-3. Và cô bé đã trở thành một trong những nhà vô địch trẻ tuổi nhất trong lịch sử những giải đấu phong trào của FLC. Trước đó Quốc Anh đã vô địch với khi ở độ tuổi là 17, nhưng mà Trúc An 13 tuổi thì thực sự là một hiện tượng. Vâng, và tôi nhớ rằng là trong cái chương trình Gold Talk trước đó thì chúng ta cũng đã nói đến là cái xu hướng cũng như cái sự phát triển của gôn trẻ Việt Nam, và với những cái chức vô địch của Trúc An thì nó cũng sẽ hứa hẹn là sẽ rất nhiều thành công cho các tay gôn trẻ của Việt Nam trong năm 2021. Còn nhắc về cái việc mà vừa qua thì cũng có một cái điều vấn đề mà khiến cho tất cả mọi người đều đang có cái sự bàn luận, đó chính là việc mà quy định về cái số tiền thưởng cho những golfer nghiệp dư. Và anh Nam Giang có thể nói về cái vấn đề này và cái việc mà điều đó thì liệu sẽ ảnh hưởng như thế nào với làng gôn thế giới? Sau khi USGA và INA đưa ra một cái bản báo cáo về hạn chế tầm xa thì ngay sau đó họ cũng ra một cái bản gọi là bản nháp cuối cùng về việc đó là họ sẽ thông qua những cái quy định dành cho golfer nghiệp dư. Cụ thể đó là họ sẽ không phân biệt giữa cái tài trợ bằng hiện vật và tiền mặt dành cho những golfer nghiệp dư, và đặc biệt là những cái hạng mục về tài trợ hình ảnh dành cho những đối tượng mà thi đấu, ví dụ như ở các giải đấu của Mỹ, các trường học thì các cái vận động viên của họ hay có những cái đơn vị tài trợ. Và trước đây thì trong cái quy định về tư cách nghiệp dư thì cái quy định rất là nghiêm ngặt, nhưng bây giờ những cái quy định đấy đã được nới lỏng đi. Và tuy nhiên là cái bản dự thảo này đang được tiếp nhận cái ý kiến phản hồi vào khoảng từ ngày 22 tháng 2 cho đến ngày 26 tháng 3. Và trong thời gian này USGA và INA sẽ nhận những cái phản hồi đó và chính thức sẽ áp dụng vào từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 cơ. Nhưng mà tuy nhiên cái quy định này cũng quy định rất là rõ ràng về việc đó là nhận tiền mặt thì vẫn phải đảm bảo cái số tiền từ 500 bảng, tức là tương đương với 750 đô trở lại thôi. Bởi vì là nếu mà vượt quá cái số tiền đấy thì bạn lại bị mất tư cách nghiệp dư. Đúng rồi. Và tôi nghĩ rằng là với một cái số tiền đó thì có thể nó sẽ mang lại cái động lực cho các golfer nghiệp dư thi đấu, phải không ạ? Bởi vì chúng ta biết rằng từ trước giờ thì các golfer nghiệp dư khi tham dự cái giải đấu chuyên nghiệp thì họ không được phép nhận tiền thưởng. Thì với có một cái điều mà có gây tranh cãi mà anh Minh Đức chắc cũng đã nghe, đó là việc cho các golfer nghiệp dư nhận được cái số tiền ở cái mức giới hạn như vậy thì liệu có phải là sẽ khiến cho cái golfer nghiệp dư sẽ bị thương mại hóa hay không? Tôi nghĩ không nhất thiết là thương mại hóa, nhưng tôi chỉ thấy
cái điều luật liên quan tới tư cách nghiệp dư như vậy cũng tôi hiểu lý do và tôi cũng phần nào đồng tình, nhưng tôi thấy không thực sự quá cần thiết. Tôi không nghĩ những cái điều luật như vậy sẽ thay đổi quá nhiều sự khác nhau giữa nghiệp dư và chuyên nghiệp. Cái ranh giới đúng, nó có sự rõ ràng mà nó vẫn có sự rõ ràng như trước đây. Nó có thể hơi linh hoạt hơn. Nhưng mà tôi thấy không nhất thiết phải có những điều kiện như vậy tại thời điểm này. Theo tôi ở một phần cũng giống như về bản báo cáo về tầm xa, họ ảnh hưởng cái báo cáo đấy có thể ảnh hưởng tới tập trung vào một nhóm nhỏ những người chơi golf, đó là những golfer thi đấu chuyên nghiệp trên tour. Và việc thay đổi một số điều luật liên quan tới những golfer nghiệp dư này cũng chỉ thay đổi tới một số lượng golfer nghiệp dư rất nhỏ, là những người golfer thi đấu đỉnh cao, là những người mà gần như chuẩn bị chuyển sang chuyên nghiệp và có khả năng chuyển sang chuyên nghiệp. Hai đối tượng của hai sự thay đổi này thực sự theo tôi là quá nhỏ để mà thực hiện những cái thay đổi như vậy để ảnh hưởng tới bộ môn này. Vâng, thế còn anh Nam Giang thì với cái dự thảo này thì cái việc mà golfer nghiệp dư sẽ mất cái tư cách như vậy thì nó sẽ là liên quan đến những điều nào? Ở trong cái quy định này cũng quy định rất là rõ ràng về việc là vẫn trong trong trường hợp nào thì các golfer nghiệp dư bị mất cái tư cách nghiệp dư của họ. Thì đầu tiên đó là cái họ nhận những khoản tiền mặt nhưng mà trên 750 đô, tức là tương đương với trên 500 bảng. Trước đây thì đương nhiên là cái việc mà nhận tiền mặt thôi Rồi. đã là, kể cả bạn nhận 1.000, 2.000 thôi là cũng đã bị mất Một cái nghiệp dư đô rồi, thì một cũng đô là là mất mất rồi. tư cách Nhưng nghiệp dư. mà bây giờ thì cái số tiền đấy sẽ là không được vượt quá, nếu mà vượt quá thì mất tư cách. Hai đó là cái việc mà bạn nhận tiền để bạn dùng số tiền đấy, nhận tiền từ cái việc mà huấn luyện. Ví dụ như là các huấn luyện viên mà đã trở thành chuyên nghiệp rồi thì không nói làm gì, nhưng mà bạn nhận tiền đó để bạn đi đào tạo và hướng dẫn ấy, thì đương nhiên là bạn bị mất tư cách nghiệp dư. Thứ ba đó là những cái người mà nhận tiền để trở thành thành viên của các câu lạc bộ golf chuyên nghiệp hoặc là các thành viên của các hiệp hội golf chuyên nghiệp, tức là bạn nhận tiền thù lao hay nhận tiền để được đảm nhiệm những vai trò mà ở những cái đơn vị tổ chức chuyên nghiệp. Và trong cái quy định này cũng nói rất rõ về việc đó là một golfer là chuyên nghiệp hay bị mất tư cách nghiệp dư thì trong vòng bao nhiêu lâu thì họ sẽ được phục hồi tư cách đấy. Thì trước đây là 1 năm, nhưng bây giờ cái thời gian đấy nó giảm xuống còn 6 tháng, tức là nó Ngắn hơn đấy. sẽ ngắn hơn. Về cơ bản thì tôi thì bản thân cá nhân tôi thì tôi tương đối là ủng hộ cái dự thảo này, vì nó sẽ tác động tương đối nhiều đến với cái phát triển golf phong trào ở Việt Nam. Đúng vậy. Vì dù sao chăng nữa là tôi vẫn nói là người ta gọi là cash is king mà, tức là tiền tiền nó là vua, tiền mặt nó là vua. Tức là cái câu chuyện ở đây là đi chơi giải đấu thì nhận quà hay nhận những cái phần thưởng kia thì nó đều đều rất là thoải mái, nhưng nếu mà được nhận một chút tiền tôi nghĩ chắc chắn là mọi người sẽ cảm thấy kích thích hơn. Bởi vì như này, đơn giản là ví dụ như tôi đi tham dự một giải đấu thôi chẳng hạn, tôi nhận một đôi giày thôi chẳng hạn, nhưng mà đôi giày đấy chưa chắc đã vừa với mình, chưa chắc đã hợp với mình, hay là tặng một chiếc áo cũng chưa chắc đã hợp, thì có khi là một cái khoản tiền nhỏ thôi tôi nghĩ là cũng cảm cho thấy cho mọi người kích thích. Tôi nói đây là một vấn đề khá thực tế và tôi tin là những phong trào golf ở Việt Nam họ sẽ rất là ủng hộ cái dự thảo này. Nên về cá nhân tôi thì tôi cũng rất muốn ủng hộ cái dự thảo này để cho golf nó đỡ bị căng thẳng hơn. Và bởi vì thực ra cái mục tiêu của USGA và ANA là muốn cho cái bộ môn này nó trở nên phổ biến hơn và mọi người thoải mái hơn, và mọi người sẽ không có những cái quan điểm nó hơi bị là đây là bộ môn nó bị cứng nhắc quá về mặt luật. Đương nhiên về mặt chuyên nghiệp và nghiệp dư thì chắc chắn anh Minh Đức anh hiểu rất rõ là nó còn thể hiện được quá nhiều những khía cạnh khác nhau ở mặt trình độ và mặt level và rất nhiều cái thứ khác nữa, không chỉ về vấn đề tiền. Vâng, và rõ ràng thì chúng ta đều hiểu rằng là bất cứ một vấn đề nào trong cuộc sống này thì đều sẽ có những ưu và nhược điểm khác nhau. Và chúng ta hãy cùng chờ xem là liệu là USGA và INA sẽ cùng đưa ra dự thảo cũng như sẽ điều chỉnh như thế nào với những cái điều luật này, và điều đó sẽ được chờ đợi trong tương lai. Và ở phần tiếp theo của chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của một golfer nghiệp dư số 1 của Việt Nam trên con đường trở thành một tay golf chuyên nghiệp, và chúng ta sẽ cùng trở lại ở phần sau chương trình. Chơi golf từ năm 10 tuổi, Trương Chí Quân đã gặt hái không ít thành công với 4 năm vô địch giải golf nghiệp dư quốc gia, 2 năm vô địch giải đối kháng quốc gia, Á quân Lexus Challenge 2019, thành viên chủ chốt của tuyển golf Việt Nam dự SEA Games và ASEAN. Nhưng đến năm 2020, vận động viên được xem là tay golf nghiệp dư số 1 Việt Nam quyết định chuyển sang hành trình thử thách hơn khi bước lên chuyên nghiệp. Và không chỉ tập trung cho các giải đấu chuyên nghiệp thuộc hệ thống VPG Tour, Chí Quân đã sớm có định hướng cho mình ở sân chơi quốc tế.
những golfer chuyên nghiệp cần phải đi thi đấu nhiều mới rút được kinh nghiệm, có được cái kinh nghiệm để mà đánh các giải ở ngoài nước. Vì thế tôi đang đợi cho Asian Tour mở cửa lại để tôi có thể ra ngoài và đi cọ sát với nhiều cầu thủ nước ngoài hơn. Trong thời gian ngắn thì tôi muốn được vượt qua cái vòng loại Q School của Asian Tour và có được cái thẻ thi đấu cho một năm 2020, tôi nghĩ phải tới 2022, bởi vì cái Asian Tour Q School nó sẽ diễn ra vào cuối năm. Trước khi đến với mục tiêu thi đấu quốc tế, Chí Quân đã có những trải nghiệm ở sân chơi chuyên nghiệp quốc nội, qua đó nhìn ra nhiều điểm mà bản thân cần hoàn thiện. Taegon sinh năm 1998 cũng đã tìm được cho mình một hình tượng để học hỏi. Tôi nghĩ tôi còn phải học hỏi rất là nhiều. Từ lúc lên chuyên nghiệp tới giờ thì tôi thi đấu cũng chưa phải là tốt lắm và tôi hoàn thiện cái phần tâm lý và một chút về vấn đề kỹ thuật và swing nữa. Có một golf thủ người Chile tên là Joaquin Niemann ở đá đánh trên PGA Tour thì tôi luôn luôn theo dõi anh ấy đánh, bởi vì anh ấy cũng bằng tuổi tôi nhưng mà đã gặt hái rất nhiều thành công trong đấu trường quốc tế và trên PGA Tour, thì tôi nghĩ tôi cần học hỏi rất nhiều và so sánh tôi với anh ấy một tí để có thể mình thi đấu tốt hơn và giữ có nhiều phong độ tốt hơn. Bước lên con đường chuyên nghiệp, Chí Quân sẽ không thể góp mặt tại SEA Games năm nay khi Việt Nam đăng cai. Giấc mơ huy chương ở đấu trường này sẽ được đặt lên vai các vận động viên nghiệp sư trẻ đầy tiềm năng. Còn với Chí Quân, anh sẽ là người viết tiếp giấc mơ đưa Việt Nam ghi dấu trên bản đồ golf chuyên nghiệp thế giới. Vâng, chúng ta vừa cùng đến với chia sẻ của golfer Trương Chí Quân. Và khi mà anh đã bắt đầu bước từ golfer nghiệp dư và trở thành golfer chuyên nghiệp. Vâng, thưa anh Minh Đức, thì với sự phát triển của golf Việt Nam trong những năm qua thì cũng đã xuất hiện rất nhiều những tay golf xuất sắc. Chúng ta có thể nói đến là Trần Lê duy nhất khi mà anh đã liên tiếp vô địch được những giải đấu chuyên nghiệp tại Việt Nam. Và sau đó là Trương Chí Quân, golfer nghiệp dư số 1 của Việt Nam cũng đã bước lên chuyên nghiệp và cũng đã có thành công tại một giải đấu chuyên nghiệp. Và bên cạnh đó là những cái chức vô địch của Đỗ Hồng Giang tại FLC Việt Nam Master 2020. Vậy thì theo anh Minh Đức thì trong những năm qua thì việc xuất hiện nhiều các cái golfer rất xuất sắc như vậy của Việt Nam thì nó mang lại tín hiệu tốt gì cho golf của Việt Nam? Theo tôi, ở các giải thi đấu chuyên nghiệp của Việt Nam, khi chúng ta nhìn lại trong lịch sử thì số lượng giải đấu chuyên nghiệp thực sự chưa phải là nhiều. Hệ thống golf chuyên nghiệp của chúng ta vẫn còn rất là non trẻ. Chúng ta biết rằng Trần Lê Duy Nhất đã có kinh nghiệm thi đấu ở một sân đấu có thể gọi là lớn hơn. Thế nên việc Trần Lê Duy Nhất ở Việt Nam thi đấu và có những chức vô địch thì theo tôi cũng là một điều mà rất nhiều người dự đoán trước. Và điểm thú vị cũng ở chính chỗ đó, đó là Trần Lê Duy Nhất không vô địch tất cả các giải. Chúng ta có những golfer khác. Điều đấy minh chứng rằng hệ thống giải đấu chuyên nghiệp của chúng ta có khả năng sinh ra các vận động viên thi đấu chuyên nghiệp, những nhà vô địch trong tương lai. Vấn đề đó là chúng ta phải cần thời gian, chúng ta cần những giải đấu chuyên môn rất cao, đó là số lượng người tham gia phải đủ đông để tạo sự cạnh tranh, điều kiện thi đấu phải khó, setup sân phải đúng đạt chuẩn và giải đấu phải được tổ chức như một giải đấu lớn có tính chuyên nghiệp rất cao. Thì tôi thấy đấy là những tín hiệu rất là đáng mừng, chúng ta đi tôi thấy rất đúng hướng về việc phát triển golf chuyên nghiệp bắt đầu từ những giải đấu đỉnh cao như vậy và hy vọng là cái số lượng giải đấu chuyên nghiệp nó ngày càng nhiều hơn. Bởi vì từ khi ra đời thì chúng ta đều thấy là các anh em dạy golf và những anh em muốn trở thành golfer thi đấu chuyên nghiệp bắt đầu nhìn thấy được một con đường mà họ có thể đi sâu vào. Trước đây thì họ chỉ nghĩ đến việc dạy golf và không thực sự có sân chơi. Vâng, và đó là cái việc mà xuất hiện nhiều tay golf xuất sắc thì chúng ta đã bàn luận rồi. Thế nhưng mà việc mà xuất hiện những cái huấn luyện viên golf mà có chất lượng cũng như là sẽ đào tạo được một cái thế hệ vận động viên tốt hơn thì theo anh thì trong vòng 5 năm tới cũng như cái thời điểm hiện tại thì cái việc huấn luyện golf của Việt Nam thì nó đang phát triển như thế nào? Tôi nghĩ huấn luyện viên ở Việt Nam, đặc biệt là việc đào tạo các huấn luyện viên để trở thành những huấn luyện viên có đủ kiến thức và đủ kinh nghiệm để xây dựng những nhà vô địch tương lai, theo tôi là yếu tố vô cùng cần thiết và cấp bách. Chúng ta có một lượng các golfer nghiệp dư thi đấu có trình độ khá là tốt nhưng họ không có nhiều kinh nghiệm được hướng dẫn bởi những huấn luyện viên chuyên nghiệp, bởi vì những huấn luyện viên của chúng ta chưa được tiếp cận nhiều với những kiến thức mới nhất cũng như là những phương pháp giảng dạy hay nhất. Họ sử dụng chủ yếu phương pháp của riêng họ và chúng ta cũng chưa bao giờ
tổ chức được những cuộc hội thảo để quy tụ những lượng kiến thức như vậy để chia sẻ tới cộng đồng những người huấn luyện viên. Thế nên theo tôi, việc đấy là việc vô cùng cấp bách. Một phần nữa chúng ta phải nhìn đó là những golfer chuyên nghiệp, rất ít những golfer chuyên nghiệp có thể thi đấu và đạt đến khả năng thi đấu đỉnh cao mà không có sự hướng dẫn của một huấn luyện viên chuyên nghiệp. Đúng vậy. Ngoài ra thì số lượng người chơi golf đông đảo như ngày nay minh chứng cho việc chúng ta cần những huấn luyện viên tốt để ngay cả cộng đồng họ có được nhiều sự lựa chọn về các huấn luyện viên, họ có thể tiếp cận được những người mà họ tin tưởng có chuyên môn cao, và từ đấy chính họ là những người mà sẽ có cơ hội để chơi golf tốt hơn. Và đồng thời đúng đó chính là việc phát triển được phong trào chơi golf từ các giải phong trào cho đến các giải dần dần đỉnh cao. Và chúng ta không chỉ có thể dựa vào những tay golf trẻ nữa, bởi vì ai cũng sẽ có cơ hội nếu như họ nhận được sự huấn luyện chuyên nghiệp của các huấn luyện viên chuyên nghiệp. Vâng, thế còn anh Nam Giang thì anh có suy nghĩ gì về cái công tác đào tạo golf của Việt Nam ở thời điểm hiện tại? Để đánh giá về cái công tác đào tạo golf hiện tại ở Việt Nam ấy, thì để có một cái con số hay một cái đánh giá cụ thể thì tôi chưa thể đưa ra được. Vâng. Tuy nhiên là theo cái quan sát của tôi thì trong 3 năm trở đây thì cái số lượng huấn luyện viên mới, và đặc biệt là Việt Nam, Hiệp hội Golf Việt Nam cũng đã tổ chức rất nhiều những cái khóa học đào tạo các huấn luyện viên ở các cấp độ khác nhau để cho họ có một cái chứng chỉ và đi hành nghề. Đấy là những cái bước tiến đột phá trong những năm vừa rồi. Và trong tương lai thì để cho golf Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn thì đúng là cái vấn đề đào tạo là vấn đề rất quan trọng. Tôi mong muốn là, không biết như thế nào, nhưng mà chia sẻ cùng anh Đức là tôi rất mong muốn trong cái tương lai tới, tức là trong 5 năm tới, Việt Nam có những cái mô hình về đào tạo huấn luyện viên, những cái mô hình mới về đào tạo những cái người chơi golf, để làm sao chúng ta có những cái người chơi golf có chất lượng hơn, tốt hơn. Và giống như ở trong bóng đá ấy, tôi rất mong muốn có một Park Hang-seo cho môn thể thao golf, một cái người mà có thể tạo ra một cái làn sóng để tạo ra những cái cảm hứng để chúng ta có những cái mô hình tốt. Tôi hy vọng rằng là trong 5 năm tới này thì chúng ta sẽ có được nhiều mô hình đào tạo golf chuyên nghiệp hơn. Mô hình đào tạo golf chuyên nghiệp đó là phải có những huấn luyện viên chuyên nghiệp, có những bằng cấp và kiến thức, và chúng ta phải có những cơ sở vật chất đào tạo golf chuyên nghiệp nữa. Ở Việt Nam hiện giờ thì những cơ sở như vậy chưa có nhiều, vừa có cơ sở vật chất đủ tốt, đủ hiện đại, và vừa có huấn luyện viên đủ chuyên môn và kiến thức và kinh nghiệm. Thì chúng ta có thể nhắc đến như Học viện Golf EPGA của Ernie Els, hay là LGA, Liberty Golf Academy, hoặc là Every Golf. Thì đó là những mô hình mà theo tôi họ có cơ sở vật chất đủ tốt, thực tế là rất tốt, trang thiết bị vô cùng hiện đại, và huấn luyện viên của họ đều là những người không những có kinh nghiệm mà những người có những bằng cấp chuyên môn cho việc đào tạo ở nhiều mảng của việc đào tạo golf, chứ không chỉ đơn thuần là một bằng huấn luyện viên được cấp chung để họ có thể đi dạy golf. Thì theo tôi, nếu những mô hình này mà được nhân rộng ra thì những người chơi golf như chúng ta biết đang có mặt ở khắp nơi, họ có thể tiếp cận gần hơn với những cái gì là mới nhất, là chuẩn mực nhất, thì chắc chắn là chúng ta có nhiều niềm tin và nhiều hy vọng hơn về kết quả của những golfer mà muốn bỏ công, bỏ tiền ra để đi học, và họ chắc chắn sẽ có những kết quả tốt. Và trong những năm tới thì tôi biết rằng Hiệp hội Golf Việt Nam có những bước đi khá là đúng, có một tầm nhìn tương đối đủ rộng để nhấn mạnh vào việc để cho mọi người thấy rõ được tầm quan trọng của việc có những huấn luyện viên được đào tạo chuyên nghiệp. Thì một mô hình như vậy chắc chắn là trước hết nói đến việc mô hình để có thể dạy golf được các golfer nghiệp dư, thì cũng sẽ phải có một mô hình để đào tạo các huấn luyện viên chuyên nghiệp đã. Có nghĩa là họ sẽ phải qua, không nhất thiết phải là trường lớp, nhưng họ phải qua những chương trình, những cái buổi tập huấn và những cái cuộc hội thảo để họ thực sự nắm được cái kiến thức cơ bản, rồi sau đấy sẽ là kiến thức nâng cao. Ngoài ra còn có kỹ năng cứng là khả năng để họ chơi golf tốt hơn các huấn luyện viên, và kỹ năng mềm là họ có khả năng chia sẻ được cái kỹ thuật của họ tới từng người. Theo tôi, việc đấy là việc rất là quan trọng, và hướng đi của Hiệp hội tôi biết tập trung vào việc đào tạo các huấn luyện viên chính là chúng ta đi từ gốc rễ đi lên. Chúng ta có những huấn luyện viên tốt rồi chúng ta sẽ có những người chơi golf hay hơn, và chúng ta có thể nghĩ đến việc đội tuyển golf của Việt Nam đi thi đấu ở các đấu trường quốc tế được huấn luyện bởi những huấn luyện viên trong nước, bởi tôi nghĩ điều đấy hoàn toàn có khả năng. Và tôi biết rằng Hiệp hội Golf Việt Nam cũng đang làm việc với Hiệp hội Golf chuyên nghiệp Úc để họ đứng đằng sau những chương trình đào tạo các huấn luyện viên của chúng ta. Và nếu như điều đó được thực hiện thì theo tôi là một tín hiệu vô cùng đáng mừng, chúng ta có được một tổ chức mà
đằng sau họ có đến hơn 100 năm trong kinh nghiệm về về đào tạo golf chuyên nghiệp cũng như huấn luyện viên chuyên nghiệp. Rất nhiều golfer đến từ Úc là golfer nổi tiếng thế giới, họ có những thành công mà chúng ta không thể nhắc đến tên tuổi như Jason Day hay Adam Scott hay là huyền thoại như là Greg Norman. Vậy thì họ nếu như họ đứng đằng sau được Hiệp hội Golf Việt Nam để tổ chức và lên được chương trình đào tạo của huấn luyện viên thì theo tôi chúng ta không thể nào đi sai từ một tổ chức như vậy. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi làng golf Việt Nam sẽ xuất hiện một thế hệ các tay golf rất xuất sắc và cũng như một thế hệ huấn luyện viên đủ tài năng để có thể giúp cho làng golf Việt Nam có thể phát triển trong tương lai. Và rất cảm ơn sự tham dự của hai vị khách mời Nam Giang và huấn luyện viên Phạm Minh Đức trong chương trình ngày hôm nay. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Golf Talk cũng xin khép lại. Và cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.